Ở đời có bốn cái ngu, là mai lãnh nợ, gác cu cầm trầu, là câu nói mà người xưa kể ra bốn cái ngu ở đời mà con người ta thường mắc phải. Cái ngu thứ nhất là làm mai. Vì sao làm mai lại bị người ta nói là ngu? Bởi chuyện tình yêu hôn nhân là một mối quan hệ thất thường. Lúc yêu thì yêu say đắm, lúc ghét thì ghét đắng ghét cay. Làm mai cho người khác thì khi họ yêu thương nhau, vui vẻ, hạnh phúc họ hưởng. Lúc xảy ra cãi vã chia ly thì hoặc là người làm mai xưa kia phải đứng ra hòa giải, không thì cũng bị người ta trách cứ đổ lỗi. Nhiều cặp đôi hay vợ chồng cứ nay hòa thuận, mai lại cãi nhau như cơm bữa thì người làm mai cũng đến là mệt mỏi. Cho nên duyên mình vướng bận chưa xong, làm mai làm mối tơ vòng vào thân. Cái ngu thứ hai là lãnh nợ. Lãnh nợ là vay tiền cho người khác hoặc dùng uy tín hay tài sản của mình để bảo lãnh một món nợ cho người khác. Nếu như làm mai, gác cu và cầm trầu là ba cái ngu khó có thể gặp trong xã hội hiện đại thì lãnh nợ lại là cái ngu thường gặp nhất. Rất nhiều người sẽ gặp phải cái ngu này trong cuộc đời, không nhiều thì ít, khó mà tránh được. Bởi giống đời dễ vay khó trả, thậm chí là không muốn trả. Nên lãnh nợ chẳng khác nào mang nợ số tiền mà mình không được dùng đến. Rất nhiều người đã phải nhận về sự bực bội và ảnh hưởng đến chính bản thân gia đình chỉ vì việc lãnh nợ này. Cái ngu thứ ba là gác cu. Đây là một hoạt động có nhiều ý kiến khác nhau về cách giải thích. Có ý kiến cho rằng gác cu chính là đi gác tiền đồn trong thời kỳ chiến tranh, gác những đồn bốt tròi cao như cái lồng chim cu. Khi kẻ địch đến thì nơi này sẽ bị tấn công đầu tiên. Nhưng nếu theo cách giải thích như vậy thì có vẻ cũng không được hợp lý lắm. Bởi lính gác được phân công nhiệm vụ chứ không được chọn, nên không thể nói là ngu được. Có một cách giải thích khác hợp lý hơn và được ghi chép trong sách rằng gác cu ở đây là hoạt động đi bẫy con chim cu trong tự nhiên thời kỳ trước đây. Giờ ở một số nơi vẫn còn diễn ra hoạt động này. Khi bẫy chim thường có hai người đi, một người giật dây và một người làm nhiệm vụ gác cu. Người này sẽ phải ẩn nấp trong bụi rậm để chim cu không nhìn thấy. Ở đó có nhiều ong rắn rất nguy hiểm. Nếu bẫy được chim cu thì người giật dây nhận hết công lao, không được thì có thể đổ lỗi cho người gác cu. Vậy nên người nhận gác cu sẽ bị nói là ngu. Cuối cùng là cầm trầu. Đây là một hoạt động đặc trưng trong ca trù, hát ả đào. Người cầm trầu là người đánh cái trống trầu. Nhiều người giải thích rằng đánh trống trầu theo nhịp hát, khen chê, mỗi lần như vậy phải tốn tiền. Đánh ít thì đoàn hát họ chửi, mà đánh nhiều thì tốn tiền làng, làng chửi. Khen chê lại động chạm tới nhiều người, nên không ai muốn vừa mất tiền lại vừa mang tiếng. Gác cu hay cầm trầu thì giờ rất khó để có thể bắt gặp. Còn làm mai và lãnh nợ thì chúng ta vẫn có thể bắt gặp trong đời sống thường ngày. Còn các bạn đã gặp phải cái ngu nào trong bốn cái ngu trên đây chưa?